Ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tuyên bố được nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh bên lề diễn đàn Kinh tế Phương Đông đang diễn ra tại thành phố Vladivostok của Nga. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt đến mức cao chưa từng có trong những năm trở lại đây và hai bên cần tiếp tục hợp tác hơn nữa. Theo Tổng thống Putin, nhờ những nỗ lực của chính phủ cũng như giới doanh nghiệp của hai nước, mối quan hệ song phương đã được cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh cũng cho rằng dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc đã duy trì động lực phát triển thuận lợi và ổn định. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trung Quốc đánh giá mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 giữa hai nước là có thể hoàn thành ngay trong năm nay.